Rồi chào anh Kên ha. Dạ. Rồi sáng giờ có đi bắt chuột hả? Nghe nói đi bắt chuột hả? Dạ, cũng đi bắt chuột. Rồi về cơm nước chưa? Dạ, chưa. Chưa ăn cơm hả? Dạ, cũng đi bệnh nó hỏi gì chứ. À. Mấy bà. Dạ. Dạ. Thì ngày hôm nay em xuống đây em cập nhật anh, em hỏi anh một số vấn đề anh Kên. Về vấn đề thí dụ như mà dự án với chị dâu của anh á. Thì bây giờ có một số khán giả bình luận nói là hiểu ý em nói không? Thì cái chuyện đó là ý là khán giả có bình luận trên comment trên kênh của kênh á bình luận á nói thì bây giờ là anh bỏ chị dâu em anh đi là đi tìm một người con gái khác để sinh sống rồi để tạo dựng một gia đình cho ông hạnh phúc chứ còn như vậy rồi anh cái chị dâu anh là em chồng mà đi lấy chị dâu rồi sống với anh ruột như vậy thì nó không hợp lý. Thì cái chuyện đó là em thì là bỏ không được. Tại sao? Tại sao bị em thương lắm. Nhưng mà anh thương chị dâu của anh là mối tình ngang trái nó không có được. Thì em không lấy gái nào khác. Nhưng mà anh thương chị dâu anh vậy là nó không có đúng. Không có đúng, tại vì chị dâu anh là vợ của anh, của anh. Đã bây giờ lỡ rồi, em không có bỏ, em cũng thương một đời thôi. Nhưng mà anh thương gì là anh cảm thấy anh có lỗi với anh, của anh không? Dạ, cũng có lỗi mà, thì em cũng thiệt có lỗi. Ừ, nên biết rằng là mỗi ngày này anh, của anh sống ấy, nhiều khi anh, của anh thương anh nhiều lắm, thương anh quá. Rồi cũng phải cắn răng chịu đựng ôm bao cái nỗi đau trong người đó, tại anh không hiểu. Ôm những nỗi đau, những nỗi mà nói chung là không thể nào mà tả nổi, không thể nào mà nói bằng lời luôn. Nhiều khi anh của anh muốn nói với anh nhưng sợ anh nên không nói, cố gắng nén lại bao nhiêu nỗi đau, bao nhiêu nỗi thương thì lại nó đau thương vậy đó, cứ nén vào trong người anh đó, là anh sơ đó, anh không dám bộc lộ ra, tại vì bộc lộ ra thì sợ anh buồn. Thứ nhất, thứ hai nữa là vợ của anh với anh đã có mối tình với nhau, đã xảy ra là câu chuyện đã 8 năm rồi đúng không? Là cũng đã phát sinh ra một đứa con là Kiền đúng không? Yeah. Là bé Kiền. Thì bây giờ là từ đó, tại vì lúc mà anh với chị dâu của anh á đến với nhau là lén lút, anh trai của anh không phát hiện được, không biết đúng không? Dạ. Yeah. Thế chừng mà phát hiện được thì đã kết quả có một đứa con là bé Kiền. Dạ. Yeah. Yeah. Nhưng mà bây giờ nếu mà anh trai anh ngăn cản thì biết làm sao mà ngăn cản? Một bên là em ruột, một bên là vợ, rồi còn dính một đứa con là con của anh. Anh kia này anh thử nghĩ đi, trên đời này có được bao nhiêu người san sẻ những nỗi hạnh phúc, những cái niềm hạnh phúc san sẻ, có ai muốn san sẻ vợ mình với một người khác không? Thậm chí đó là em của mình. Dạ, cái hồi đó là em hồi đó cũng thương mà em không gặp, thì bây giờ là gặp chị Pin, bây giờ lỡ rồi, bây giờ em cũng bỏ không được. Thì em thương là thương một đời một chừng nào lên. Nhưng mà em nói cho anh Kên nghe này, anh thương vậy là cái mối tình này nó không hợp lý, không đúng. Mối tình là mối tình ngang trái. Người ta còn có một câu gọi là mối tình không cân xứng. Tại vì người đó là chị dâu của anh, là vợ của anh, ruột của anh. Cái chuyện đó là cũng người ta biết hết rồi. Bây giờ tôi không có lấy ai hết mà chị nào... thì em không thương có chạy phím một đời một biết là em nói anh nghe nè, biết là anh thương chị phim một đời nhưng mà anh thương chị phim, anh có biết rằng là anh trai của anh có thương anh trai anh không? Cũng thương rồi. Anh có biết hiện tại là anh trai của anh đang mang một nỗi đau để giấu trong người không bộc lộ ra, một nỗi rất là đau. Thì cái chuyện đó là anh cũng không có giận, không có gì. Không phải là không giận đâu, anh cứ nói là anh sơ không giận, thật sự anh cứ rất là giận, rất là buồn và rất là đau. Nhưng mà anh sơ bị thương anh không nói ra được, thì nói ra sợ anh biết sợ điều gì không? Dạ. Anh sơ có hai trường hợp để anh sơ vợ anh sơ phải sợ, anh không biết. Anh sơ sợ nếu mà anh nói ra, vì vấn đề là anh không muốn anh trên đây là em trai của anh sơ đến với vợ của anh, thì anh có hai trường hợp để anh sợ. Thứ nhất là sợ anh buồn, rồi lúc đó anh buồn rồi anh đi
này đi nọ, quên nhà quên cửa rồi anh lại cứ gặp vấn đề khác. Anh hiểu ý em nói không? Còn cái trường hợp thứ hai anh Sơ phải sợ là sợ chị Phin bỏ anh đi theo anh luôn, nên anh không dám nói. Thấy cái chuyện đó là cũng không bỏ được đâu, cũng không biết các bạn sao á. Tại vì em là em nói thẳng luôn á, thì Phin á một trường hai thì em lấy con kể cho con kiện á, thì em đi núi. Dạ. Thì để em hỏi, em có hỏi thăm chị Phin rồi, và cái đó để em trình bày bên sau về vấn đề chị Phin như lên những vấn đề để em nói em sao ha. Còn về vấn đề cụ thể hiện tại anh nói với anh Sơ, có bao giờ anh thấy anh Sơ ngồi một mình lặng lẽ ôm thầm khóc? Dạ không có đâu. Anh không thấy đúng không? Dạ. Vì anh có nghĩ rằng là anh Sơ ngồi một góc nào đó khóc một mình, âm thầm lặng lẽ ngồi một góc nào đó, cái này là lẩn trốn anh và vợ của anh, ngồi một góc nào đó khóc một mình không? Anh có từng thấy bắt ở trường hợp đó không? Kia không có. Có. Không có. Có. Em bắt được. Những cái câu chuyện hôm qua, hôm kia, em mới trình bày, em tâm sự anh Sơ. Em tâm sự với anh Sơ mà anh Sơ khóc, mà anh Sơ có nói là em ơi đừng có ghi hình những cái cảnh của anh khóc lên. Cái chuyện đó là tôi không lại gặp anh khóc đâu. Tại vì anh Sơ sợ anh buồn nên không nói với anh, thậm chí âm thầm lặng lẽ ngồi khóc một mình mà cũng không ai hay, anh cũng không biết mà chị dạ. Vin cũng không biết đâu. Cũng em ở nhà đâu có em đâu có lợi ở đây. Anh có biết rằng cái nỗi đau mà đau nhất là cái nỗi đau gì không? Thì chứ anh là người trai gái, thí dụ là yêu đương, trai gái yêu đương đi, anh có biết em nói tiếng Việt anh có hiểu được không? Dạ cái tiếng Việt mà em không gắn tiếng... không không hiểu mấy đúng không? Dạ. Rồi em xin phép thưa xin phép cô chú anh chị khán giả thì cũng sẽ nói tiếng Khmer để cho anh kênh hiểu hiểu rõ về vấn đề là anh Sơ ha. Thưa bọn kênh, bọn kênh anh đang mỗi là ngại nữa, bọn Sơ phải tông quỷ một cái lại na mà đặt em dung dung phải chư chất. Anh không đòi xa cách chư chất nó nhóm mô mình bàn khuyên kịch đấy. Anh ấy kết túc nó luôn kịch đi nhưng mà đừng anh ấy nhóm về tạm xa mà thoảng kịch chưa kịch chưa luôn kịch chư chất nó bộ ấy á. Bọn Sơ anh thử suy nghĩ đâu, ông kia anh thử suy nghĩ đâu là men mà nữ ná bây giờ cái dân dị bị đường Sneha xây bó đó men dân dị bị đường Sneha xây bó đó ông kia này. Bọn kia anh thử suy nghĩ men mà nhạc na sao lại mà nhạc na nó chạy khne chạy lệ chứ mình cái chồng ơi mình cũng là bọc kia hay ta nông hát nó là nhóm qua chủ lĩnh chân thấy nhóm cũng đó đại mình chiên để hay là lậu á. Bọn kia bọn Sơ nó chồng đinh bọn kia nó cả đinh mình hụt bị bọn kia nó mũi bọn phím men côn mua ha. Hay lậu là bọn Sơ nó phải khăm tro khăm chất khăm thông minh tóm chất khăm tâm tro hay gì ha. Ôi cái nhóm ôi cái gì chứ nhá mỗi con vợ chính về rương mà bằng chuyện bằng bằng xưa ấy mấy buồn bã lăng lẽ mấy u sầu lăng lẽ cách tha thả cách túc cách cách lập cách do tao tam cách mình vậy đến vậy cách bon anh buồn hay chúng bằng kia này em sành bon á bon sành ôn anh cỡ nữa mà ôn sành bon nè ấy thì nhóm sành cách mà này bon ôn cỡ ở kia tụ bay khâu cỡ nãy nhóm mình cho cách nhóm sành cách mà chi vết to cách chân đá bơ cách bệnh bạc ấy nhóm cũng mà chưa thay cách hai bờ nhóm bệnh bạc cách cho chui thay nhóm mà thứ nè. Rồi giờ em cũng xin trình bày về tiếng Việt cho cô chú anh chị nghe cũng như là em sẽ nói tiếng tiếng Việt nghe anh kênh. Dạ. Về vấn đề chuyện tình yêu á, chuyện tình yêu trai gái á, không ai muốn san sẻ về chuyện tình cảm đâu, không ai muốn, người ta chỉ muốn là chọn chiếm trọn được trái tim của người đó dành cho một riêng mình thôi, không muốn san sẻ cả, huống chi đó là cái chuyện tình trai gái thôi, còn đây là vợ con cùng chăn chung gối bao nhiêu năm trời, đã được năm sáu mà con rồi, cái tình cảm nó khăng khít, cái nghĩa tình sâu đậm lắm mà bây giờ phải san sẻ với anh. Anh cứ nghĩ rằng là mình một người tội nhân để mà trong cái cuộc tình ngang trái này không? Cũng mình biết mình có tội. Ừ. Thì mình có tội rồi mình cũng khả năng mình cũng gan thì gặp chị Phin đời luôn thì mình
sống nhau, thì mình cực khổ mình có gì ăn nấy, thì mình em bỏ chị Phin không được, bỏ con không được luôn. Bây giờ nè, em nói anh nghe nè, nếu mà anh biết là anh là một người có tội với anh trai của mình rồi, dạ, thì bây giờ em xin phép nói với anh vậy nè, mình biết mình là có tội với anh trai mình, thì lúc trước thì anh không biết, em không nói nha, dạ, nhưng hiện tại bây giờ anh biết rồi, thì mình làm như thế nào? Mình làm như thế nào để mà cho anh mình có lẽ được niềm vui, có dạ, lẽ được được cái sự sức sống lại? Vậy thì em nói với anh rồi, thì hỏi với anh không có giận với em, thì bây giờ lỡ rồi thì anh chấp nhận như với em với chị Phin. Không có chấp nhận đâu, hôm qua là anh Sơ đã tâm sự với em rồi, tại vì đó là anh Sơ nói một câu là chấp nhận để cho anh kênh đây là anh á, là được đến với chị Phin là chị dâu của anh á, đó là cái trường hợp bất đắc dĩ chứ không phải là theo cái sự mong muốn của anh Sơ. Anh Sơ không thích điều đó đâu, nhưng mà cũng phải cắn răng chịu đựng để cho anh đến với chị Phin là vợ của anh, là gọi là chị dâu của anh. Thầy cười dâu chưa anh? Rồi nè, thầy em nói thẳng luôn, thầy bây giờ vậy thì chị Phin muốn gặp ai thì tôi cũng không có lấy ai, thầy em cũng bình thường núi gia kiện. Thầy bà muốn gặp ai muốn đi đâu thì đi. Rồi anh Kên nè, chị Phin có nói như vậy nè, thí dụ mà một ngày nào đó anh muốn đến với một người con gái khác á, thì anh cứ đến. Nhưng mà bé Kiền phải không, bé Kiền là con anh với chị Phin, là chị Phin sẽ nuôi bé Kiền, nhưng mà với một điều kiện là anh phải chu cấp cho chị để số tiền để nuôi bé Kiền là đến 18 tuổi. Cái chuyện đó là thầy em cũng kỹ năng, thầy em cũng gan, thầy chị Phin á, thầy gặp em thì em chấp nhận là sống một đời nuôi con, có chuyện gì thì tôi với chị Phin với con thì với anh Sơ cũng mình có bệnh bạc gì thì em bệnh thì anh Sơ đâu có bỏ em đâu, thì ổng đi coi thì ổng bệnh thì em không có gì thì lấy chút anh Sơ. Nhưng mà anh đã biết rằng là gì nè, hiện tại á anh Sơ á đang ôm một nỗi đau trong người chất chứa bao nhiêu năm nay không thể nào bộc lộ ra được. Tại vì sao buồn? Buồn và giận lắm. Giận là gì? Giận vì cái vấn đề gì anh biết không? Giận một người em ruột của mình lại lén lút với vợ của mình. Giận nữa là giận vì một người vợ mình yêu thương trùng trăng sẻ gối lại lén lút với người em trai ruột của mình. Rất đau, rất buồn, đau lắm. Nhưng mà không nói ra được, vì nói ra sẽ mất đi tất cả những người thân yêu của mình. Nên anh phải cố gắng anh nén lại, anh giấu trong người bao nỗi đau đó. Anh cố gắng anh dán đi, mà hôm qua em có kêu anh chia sẻ, anh nói không, anh không nói, thà anh để anh ôm trong người anh rồi anh sẽ mang đi, anh sẽ qua đời rồi đó anh sẽ mang đi luôn, anh không nói ra. Vì anh nói ra anh sẽ mất hết tất cả những người thân yêu của anh, thứ nhất là mất em trai ruột, thứ hai là mất vợ đó. Anh thấy tội không? Anh thấy anh Sơ tội không? Em nói chuyện về vấn đề anh Sơ thôi, em còn muốn khóc lên kìa. Thì em cũng ngạo là thấy buồn, là để em suy nghĩ lại mà cũng em là làm sai, bây giờ em làm sai rồi em cũng cái gì không được luôn, bây giờ lỡ rồi, bây giờ người ta cũng biết rồi, bây giờ lẩm cho người ta biết luôn, bây giờ người ta biết rồi mình đừng cho người ta cười, bây giờ gặp lại là tới già đó là do là giữa chị Kên và anh Sơ thôi, đó là cái mối tình, nói chung là cái duyên tình vợ chồng của người ta trung tâm sẽ gối có tới 5-6 mặt kia nè. Về cái vấn đề là để nói là sống với nhau trọn đời cho đến găng lông đầu bạc đó thì giữa chị kia chị Phim và anh Sơ thôi, tại vì đó là
một cái duyên tình, một cái cuộc tình mà được là người ta chấp thuận, được bà con lối xóm hoặc là cha mẹ hai bên đồng ý, đúng không? Còn anh đây là dạng chấp nối, một cũng như anh là có một cái suy nghĩ là một phút bồng bột, cái nghĩa là tình yêu bất chợt thôi, tự nhiên quý mến chị dâu mình, người đến với chị dâu mình có một mặt con. Hiện tại bây giờ anh đang, em đang suy nghĩ là anh chỉ dính vào là bé Kiền thôi, thực sự không có bé Kiền thì anh vì chị Phin cũng không đến được với đâu, cũng đến được, đúng không? Đúng. Nếu mà không có bé Kiền là anh với chị Phin là không được đến được với nhau đâu. Dạ, cái đó là cũng không có có quyền, cũng cũng gặp nhau một đời luôn. Em thấy là không một đời. À, hiện tại bây giờ anh đang ở với chị Phin là vì có bé Kiền thôi. Nhưng mà không có bé Kiền là không có đến được với nhau. Tại vì anh Sơn không chấp nhận về vấn đề này. Một người là em cũ của mình, một người là vợ của mình. Hai người đang lúc như vậy gây một cái tổn thương rất là lớn đối với anh Sơn. Lớn lắm. Nhưng mà anh Sơn cố gắng nén lại bao nhiêu nỗi đau, âm thầm từng ngày sống lặng lẽ một cách buồn bã, trầm cảm. Để làm gì? Để giữ được cái lửa ấm hạnh phúc của tình anh em, tình nghĩa vợ chồng. Chứ không đơn giản đâu. Anh thấy anh Sơ như vậy đó anh Ken, nhưng mà thực sự một con người rất là bé lòng. Nhưng mà những nỗi lòng của ảnh, trong người của ảnh thì anh trải ra là bao la biển, không thể nào mà chất chứa được. Chất cao thượng, cao cả lắm. Để chấp nhận một cái người vợ của mình đến với một người em trai của mình, khó có trên đời này, là hầu như là em cảm nhận được là khó có người là làm được điều này, không bao giờ làm được. Hay thôi anh Sơn, anh Ken ha, thì em muốn cập nhật anh tới đây thôi. Thì mỗi vấn đề em nêu nãy giờ đó thì anh cứ suy nghĩ em nói có đúng hay không nha. Rồi mình sẽ có một biện pháp tốt nhất để mà hạn chế. Tại vì em nói anh nghe nè, anh có suy nghĩ được là cái mối tình anh với chị dâu của anh là mối tình vô lý không? Cũng vô lý. Ừ, đó. Nó không hợp lý. Thôi anh cứ suy nghĩ ha. Em cũng xin phép ngừng tại đây ha anh Nguyên ha. Dạ, bye bye.